Hôm nay là ngày ra mắt của phim lần 6. Thực sự tin tức quay phim này nhưng mà mình cũng chưa biết được hết cái tiếng dựng phim của đạo diễn thế nào, nhưng mình cảm xúc mình xem thì mình rất bất ngờ, rất cuốn hút và đặc biệt rất là cảm động. Có một phân đoạn mà tin tức nằm ở dưới cái mộ mà mọi người lập cái hòm ra để thấy thật sự cái cảnh đó kinh khủng. Mình trong kịch bản mình rất lo lắng cái này, mình bàn với Thiên Hải là sợ quá không biết có quay được hay không. Thì anh Thiên Hải có dự phòng một cái hình động làm cái mặt nạ, lấy từ cái mặt nạ thật của mình đắp cái mặt thật cao lên mặt tin tức để lấy y như vậy, nếu mà lỡ tin tức không quay được, sợ không quay được thì sẽ dùng cái mặt đó. Nhưng mà lần đó thật sự mình chuẩn bị rất nhiều, mình rất lo, nhưng mà cố gắng làm trong cái cảnh đó. Quay đúng một lần thôi, quay đúng một lần cảnh đó, không quay lại lần thứ hai nữa. Mọi người cũng rất sợ, tại vì mọi người quay giữa khuya nguyên một đêm đó mà quay trong nghĩa địa mà nằm thật sự lần đầu tiên mình cảm nhận được tất cả không khí của một người chết như thế nào, được thể nghiệm thế nào, được mặc áo quan thế nào, bỏ trong quan tài thế nào, đậy nắp lại thế nào, cảm giác thực sự mình tới giờ nhắc tới mình sợ kinh khủng lắm. Vậy đó, khi mà chúng ta trải qua cảm giác đó, chúng ta mới hiểu được cái lúc đó nó sẽ có cảm giác thế nào. Chứ giờ diễn tả được mọi người chắc không hiểu được, nhưng mà thực sự cái đó tin tức rất là sợ luôn á. Lần đầu tiên trong nghề mà mình cảm thấy mình sợ cái cảnh quay đó luôn. Cũng may là dựng lên phim coi phim đó, mình làm cho mọi người có nhiều cảm xúc, đó là một niềm vui. Tất cả anh em cũng như sản xuất cũng như đạo diễn Lý Hải, hôm nay mọi người anh em trong nghề, báo chí rồi tất cả các bạn trong nghề, diễn viên tới xem thì mọi người đem cũng đó là động lực lớn, mọi người rất thích, mọi người làm cho anh em có nhiều động lực vui hơn. Mong rằng mọi người sẽ đến rạp xem phim ủng hộ lần 6 thật nhiều nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thức ơi, mình cũng là một nam thần á, lần lẫy trong các bộ phim truyền hình từ trước đến giờ, mà cái vai này thì thật ra đất diễn nó khá là ít, mà nó quá đặc biệt như vậy. Thì cái hồi đó mình nhận được cái vai này á, mình đọc kịch bản xong mình có bị sốc không? Tại sao là một người đẹp như em mà anh Hải lại mời vào một cái vai như thế này? Rồi mình có chần chừ, có từ chối gì không? Thật sự lúc đầu thì Thức cũng có một chút xíu đắn đo, nhưng mà thật sự khi mình thích làm việc với anh Hải, Hải là tại vì xưa giờ Thanh Thức chơi với anh Hải cũng thời gian lâu rồi, nhưng mà với anh Hải là họ vai thì mới mời, chứ không phải là gì chơi chung thì mới mời. Thức vẫn đi cast với tất cả mọi người giống như mọi người casting đều đặn luôn để chọn đúng cái vai này, đồng hợp anh Hải chơi, quan trọng là anh chọn hợp vai. Thì Thanh Thức may mắn được chọn được cái vai này, nhưng mọi người biết là cái vai này thì nó ngắn, nhưng mà mọi người xem hết bộ phim rồi sẽ thấy được là tất cả những nhân vật trong câu chuyện này ai cũng đều có đất diễn, ai cũng đều có miếng diễn riêng, ai cũng đều có một dấu ấn riêng mình. Mặc dù Thanh Thức vai ngắn mọi người rất hối tiếc, nhưng mà chính vì sự hối tiếc tiếc nuối của mọi người thì làm cho cái nhân vật này nó mới lưu lại được cái cảm xúc nhiều như vậy. Và đặc biệt khi câu chuyện này xảy ra từ cái nhân vật An ở trong lần 6 này thì nó mới kéo dài ra từ cái chuyện phim này, nhiều nhân vật khác xảy ra những câu chuyện khác, nghĩa là đây là cái mạch nối của câu chuyện này được nhắc nhở liên tục trong phim này. Thì mình may mắn là đây là một cái vai mình thấy là rất ấn tượng được mọi người thương, mặc dù là nó xuất hiện không nhiều, nhưng mà không phải là nhiều hay ít trong phim, mà quan trọng là cái vai nó có để lại ấn tượng, mọi người có nhớ, có thương hay không. Thì may mắn cái vai An trong lần 6 này được mọi người rất là ấn tượng, rất là thương, thì đó là niềm vui của Thanh Thức. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhưng mà Thức coi lại những cái phân đoạn của mình trên màn ảnh, đặc biệt là những cái cảnh đó đó, thì mình thấy làm sao? Thật sự mình rất xúc động luôn, là cái cảnh mà Thanh Thức bị tông xe nằm trong bệnh viện kéo ra, Thanh Thức rất mắt khóc thật sự luôn, tại vì mấy người bạn ngồi kế bên cũng đều khóc hết, mà khán giả xem cũng rất là xúc động cái cảnh đó luôn. Đó, mình cảm thấy mình rất là và vui, tại vì mình xem phim những cái cảnh của mình đó, mặc dù nó cắn, nhưng mà mình thấy nó dễ thương lắm. Mình rất thích cái nhân vật nó hiền lành, nó dễ thương, có một gia đình hạnh phúc, một niềm bước cao lớn cuối cùng lại được bị vắng số, mất đi sớm. Nhưng mà đó là mình thấy cái vài đó lại là ảnh hưởng cho mọi người, cũng là cái mấu chốt của câu chuyện. À không, ý chị nói là em coi lại cái cảnh của em trên màn ảnh, mà cái cảnh chỗ kia đó em thấy làm sao? Cảnh mà em được trang điểm rất đặc biệt á. Ôi em sợ, thật sự sợ. Coi lại lúc đó mình giật mình luôn, là bung cái nắp quan ra rồi thì rất giật mình. Wow, là mấy lần không ngờ mà mình lên phim nó ghê như vậy, nó sợ như vậy luôn, nó rất là ghê luôn. Mình nó ghê nhưng mà nó hợp với cái nhân vật đó. Nhưng mà cái hồi mình chuẩn bị quay á, mình make up á, lúc đó em có dám nhìn em lúc đó không? Không, thật sự ở dưới mọi người dặn là quay trong nghĩa địa buổi tối khuya, em không nên xem, không nên chụp hình, không có nên coi lại nhiều. Thì lên phim tới đâu là sẽ xem. Thức cũng rất bất ngờ, thức cũng xong không có chụp hình lại cảnh đó, không dám sử dụng cảnh đó, dặn mọi người cũng không ai chụp hình lại cảnh đó luôn. Chỉ lên phim hôm nay thì rất bất ngờ, thật ra là mình cũng có cảm xúc vỡ hòa, rất là bất ngờ. Nếu mà xem trước thì sẽ không bất ngờ như vậy đâu. Đó là cái cảm xúc xin xem cái cảm xúc đặc biệt đó. Nhưng mà đúng, mình coi mình cũng sợ đúng không? Rất sợ luôn, là coi mà hồi hộp quá trời luôn.
Nhưng mà cái cảnh mình nằm như vậy mà còn mưa rồi tùm lum tùm la thì à, nó là một cảnh quay nặng lắm, quay suốt một đêm luôn mọi người, chuẩn bị đêm trước thì hôm sau quay nó rất là dài, rất là khó luôn. Mọi người cố gắng diễn xuất trong đêm đó, vừa mệt vừa lạnh vừa mưa gió mà cũng tâm lý nặng của cả anh em nữa. Kiến thức thì chỉ cái nằm ở đó, nhưng mà cái nằm đó mới là nguy hiểm, mới là sợ hơn. Còn mọi người diễn xung quanh thì có tất cả anh em hỗ trợ làm, thì nói chung mình cũng may mắn là cái đó mình hoàn thành. Nhưng mà bù lại mình có một cái cảnh mà bán nuôi cũng được hả? Là cũng cảnh là hồi đó có tập gym rồi nhiều để chuẩn bị cho cảnh đó không? Thật ra lúc đó không có thời gian để tập nhiều tại lúc đang bận rộn, nhưng mà sau như dạo này nè, bây giờ thì sẽ tốt hơn, tại vì lúc đó mình chưa có chuẩn bị tốt được tại vì hơi bận rộn. Bây giờ thì đúng là bây giờ thì sau body mình sáu múi rõ hơn lúc đó luôn, nhưng mà bây giờ quay lại cảnh đó thì sẽ ăn tiền nhiều hơn. Đó là hơi tiếc xíu mà nếu bây giờ quay cảnh đó là hết sảy đúng không? Hút trong cái câu chuyện mà phim này phải theo dõi liên tục để làm cho mình phải bắt nhịp, không có lỡ được nhịp nào của phim, rất là tình tiết tăng dần tăng dần là bất ngờ, đúng là lật mặt là từng cảnh nào cũng lật mặt hết. Từ trước giờ Thức có đóng nhiều cái cảnh hành động hay không? Ví dụ như những cái cảnh có giang hồ vào ở trong cái khu chiếu này nọ đó, mình thể hiện những cái cảnh đó mình hay như thế nào? Bên hành động giang hồ thì Thức đã có quay cũng phim truyền hình cũng có nhiều rồi, nhưng mà đây là phim điện ảnh thì có sự đầu tư, sự dàn dựng nó tỉ mỉ, nó kỹ càng hơn, thì lên phim nó thật hơn và nó hay hơn, cảm xúc nó mạnh hơn. Đó là những cái hay của đạo diễn, nhà sản xuất đầu tư cho cái cảnh quay đó. Và với cái phim này mình tương tác với diễn viên nào mình thích nhất nào? Tại vì đóng với Diệp Bảo Ngọc, nhưng mà cuối cùng hồi trước mình có nghe Diệp Bảo Ngọc nói là một vai người vợ rất là thương chồng này kia, mình cứ tưởng là sẽ có những cái cảnh tương tác rất là hấp dẫn với Diệp Bảo Ngọc, tại vì Ngọc cũng nói là có cảnh nóng mà cuối cùng không có gì hết trơn. Cuối cùng cảnh nóng của vợ mình là cảnh nóng với bạn của mình chứ không phải là của mình. Bây giờ cái sự nói hơi tiếc. Thử là cảnh nóng với mình thì sẽ vui hơn. Như vậy là trong cái quá trình đóng cái phim này là Thức có làm việc với ai lần đầu tiên không, mà mình ấn tượng và mình thích làm việc với những cái tuyến như thế nào? Trong phim này thì có anh Trương Dũng, anh Quốc Cường, Nguyễn Khánh, Diệp Bảo Ngọc là những viên mà Thức đã từng làm việc với nhau, may mắn là đã quay chung với nhau cũng một vài lần. Đó là những viên mà mình quen, còn những viên mới như là Hạ Lâm, như là Quỳnh Thi, Kim Hải hay là Quỳnh Như, đó là những bạn mới. Nhưng mà cũng may mắn là mọi người đã tập trung ở dưới Đồng Tháp một thời gian dài 4-5 tuần đó để có sự gắn kết liên kết với nhau, thường xuyên tụ tập với nhau để tạo những cảm xúc tình cảm thân mật với nhau, để cho những cảnh phim với những diễn viên trẻ, những diễn viên đã có kinh nghiệm thì gắn kết với nhau hơn.